À, các em thân mến à, trước khi kết thúc buổi học thì tôi xin có một vài lời cảm ơn dành cho toàn bộ à, những người tham gia dự án blended learning và hôm nay là một buổi học cuối cùng khi tôi à, phải nói lời chia tay với các sinh viên của mình và à, phải nói lời chia tay với à, ekip mà làm dự án của tôi và tôi xin cảm ơn tới à, anh minh đê quy giám đốc của dự án cũng như là người giám đốc của Polytechnic Việt Nam, người là khởi xướng nên dự án này và chị Lương PTT là người đã quản lý dự án này và cảm ơn một đội ngũ rất là hùng hậu đó là những anh chị làm về kỹ thuật nói chính xác hơn là những anh, đúng không ạ? và như là Hưng NM hay là Hoàng Việt hay là Hải Nguyễn và anh Việt Nq và đặc biệt là một người đàn ông rất là khác lạ, đó chính là anh Hans Anderson uh, giám đốc của dự án này và cảm ơn mọi người đã hỗ trợ tôi rất là nhiều trong những uh, tháng ngày làm dự án này để có những bài giảng rất là uh, chỉnh chu, có những cái buổi quay uh, rất là vất vả nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng đã hoàn thành cái sản phẩm của mình và uh, hôm nay tôi thật sự có rất là nhiều cảm xúc để muốn nói nhưng có lẽ là À, không còn nói gì hơn ngoài lời cảm ơn và đặc biệt là cảm ơn tới các bạn sinh viên đã cố gắng học hành để theo dõi đến tận bài học cuối cùng và điều tôi mong muốn nhiều hơn hết đó chính là các bạn thành công trong công việc các bạn ra trường có một công việc ổn định tìm được một công việc mình yêu thích và đam mê đấy chính là niềm vui của chúng tôi của những người dạy các bạn môn kỹ năng làm việc và chúc các em thành công trong À, cuộc sống trong học hành trong công việc và cảm ơn các em